Ok, dì Diên của chiều MC King Original 3 Hải Sâm hướng dẫn guitar. Mình sẽ mở và hạ có một đoạn, nhưng mà khi sau đó sẽ là hướng dẫn cho các bạn các đoạn âm tay trái và các đoạn tay phải nhé. Dạ. Anh chẳng thể nói những câu từ bất tiện. Em là thứ anh từ lâu rồi rất nghiện, và anh nên căn vã mà không một ai khám. Cắt chặt hai hàm gồng có thể trai tráng, dít thật lâu đi tìm thuốc giảm đau, bắt đầu bằng dãy số 0128. Yeah. Quay lại cuối chiều tí tách. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nhận cho các bạn cắt đặt bài cuối chiều, một sáng tác của Hải Sâm được cover bởi MC King. Mình rất là thích nhạc của MC King, nên cả SK và cả Ngơ, cả trữ tình và cả rap lồng lộn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt đoạn bài này. Có khá là nhiều bạn yêu cầu mình hướng dẫn bài này, nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt đoạn cơ bản nhất. Bài này cũng không có phức tạp, chỉ có sử dụng 5 hợp âm và cắt đoạn thì đơn giản, nên mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn sao cho các bạn có thể đặt đúng với tên thân bạn nhất. Ok, để hát đúng tông của MC King thì các bạn có thể kẹp capo ở ngăn 4, nhưng mà mình nó thấp hơn được cung thì mình sẽ kẹp capo ở ngăn 5. Còn đối với tông nam hay nữ thì các bạn có thể kéo lên xuống kẹp capo sao cho nó hợp với quãng giọng của từng người thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ nhận cho các bạn cách mở hợp âm trước. Hợp đầu tiên của bài này sẽ là hợp âm La thứ 7. La thứ 7 các bạn sẽ bấm một ngón vào dây số 2 ngăn đầu tiên và một ngón vào dây số 4 ngăn thứ 2. Đây là âm La thứ 7, kỳ hiệu A7 cho bạn sẽ là dây số 5. Hợp âm thứ 2 của bài này sẽ là hợp âm Re 7, kỳ hiệu là D7. Các bạn sẽ bấm một ngón vào dây số 2 ngăn đầu tiên và hai ngón lần lượt vào dây số 1 và dây số 3 ở ngăn thứ 2. Hợp âm Re 7, kỳ hiệu là D7, giờ bạn sẽ lên số 4. Hợp âm thứ 3 của bài này sẽ là hợp âm Sol major 7, kỳ hiệu là Gm-Ag7. Thì có hai cách bấm đơn giản không chẳng thì các bạn sẽ bấm như thế này. Sẽ bấm hai ngón lần lượt vào dây số 1 và dây số 5 ở ngăn thứ 2 và một ngón vào dây số 6 ở ngăn thứ 3. Đây là hợp âm Sol major 7, kỳ hiệu là Gm-Ag7. Như bạn sẽ lấy dây số 6. Hoặc các bạn có thể bấm như thế này. Cũng không phải là
chắc chắn mà các bạn sẽ bấm như thế này. Đó là các bạn bấm lần lượt vào giây số 2 và giây số 6 ở ngăn thứ 3, và hai ngón lần lượt vào giây số 3 và giây số 4 ở ngăn thứ 4. Ok. Như bạn tương tự cũng là giây số 6 nhé. Âm thứ 4 sẽ là âm Mi 7, thì cho là E7. Các bạn sẽ bấm một ngón vào giây số 3 ngăn đầu tiên và một ngón vào giây số 5 ở ngăn thứ 2. Bây giờ bấm Mi 7 thì cho là E7, cho bạn sẽ là giây số 6. Và bấm cuối cùng trong bên này sẽ là bấm quét thuộc hợp âm sóc trưởng. Các bạn sẽ bấm lần lượt vào giây số 1 và giây số 6 ở ngăn thứ 3, và ngoài vào giây số 5 ở ngăn thứ 2. Âm sóc trưởng yêu cơ với bạn sẽ là giây số 6. Ok, đó là tất cả 5 hợp âm sử dụng trong bên này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh của bên tay phải. Thì tay phải các bạn sẽ đánh khá là đơn giản. Ở phần intro thì mình sẽ hướng dẫn sau. Ở cuối video mình sẽ hướng dẫn intro. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh cơ bản nhất. Ở những câu đầu tiên thì các bạn có thể đánh 3-3-2-1 đồng thời như thế này. Quán cà phê cạnh bên cuối chiều, lặng một góc phố xa tiêu điều. Ok. Hai câu đầu tiên thì các bạn sẽ đánh khá là đơn giản, chỉ cần đánh 3-3-2-1 cùng một lúc. Hoặc các bạn sẽ đối với 3 câu tiếp theo, hoặc là 2 câu đầu thì các bạn vẫn có thể đánh gạt xuống như thế này. Quán cà phê cạnh bên cuối chiều, làm một góc phố xa tiêu điều. Từng. Các bạn có thể cái đoạn chuyển qua đánh giữa hai đoạn này thì các bạn sẽ đánh những 3-3-4-3-2 cùng một lúc như thế này. Các bạn có thể thêm ngón út vào giây số 2 ở ngăn thứ 3, sau đó các bạn bỏ ra đánh thêm một lần nữa 3-4-3-2 cùng một lúc và đánh tiếp tục. Bên ngoài kia trời mưa cũng nhiều, tựa lời bài hát trời mưa anh nhớ em nhiều. Thì các bạn qua mưa thật lâu thẩm thật sâu thì các bạn sẽ đánh theo một công thức khác, cho nó bớt đơn giản mà nghe nó hay hơn. Thì các bạn sẽ đánh theo công thức đó là 3-3-2-1 cùng một lúc, đập đánh tiếp 3-3-2-1 cùng một lúc đồng thời, sau đó đánh tiếp 3-2-1 cùng một lúc và đập. Công thức là như vậy, mình nhắc lại đó là 3-3-2-1 đồng thời, đập 3-3-2-1 cùng một lúc, 3-2-1 đồng thời và đập. Ok, công thức là như vậy, con đánh nhắn nhân lên thì sẽ như thế này. Được chưa? Các bạn chỉ cần đánh tay phải giống như nhau, nhưng tay trái thì các bạn chuyển thành một vòng 4 hợp âm thôi. Không quá phức tạp, nó khá là đơn giản đấy. Đánh bắt đã vào hạ thì sẽ nghe như thế này. Mưa thật lâu thấm thật sâu, anh ở đây em ở đâu, em là mây trôi là bay, làm trời mãi buồn rầu. Phương trời đông phương trời tây, em còn đây hay là không, có chờ mong có còn đợi ai nữa không. Lưu ý các bạn thì công thức có thể đánh là 3-3-2-1, 3-3-2-1 đồng thời, đập 3-3-2-1 cùng một lúc. Hoặc các bạn có thể đánh 3-4-3-2, thay vì 3-2-1 đồng thời thì các bạn sẽ thay bằng 4-3-2. Đó là mình nói công thức cụ thể chi tiết thì sẽ là 3-4-3-2, đập 3-4-3-2 cùng một lúc, đánh tiếp 4-3-2 đồng thời và đập. Ok. Hoặc các bạn có thể đánh sole hoặc là sen kẽ, thì các bạn sẽ đánh như thế này: 3-3-2-1 đồng thời, đập 3-3-2-1 cùng lúc, 3-3-2-1 đồng thời, đập. Lúc thì các bạn đánh như vậy, lúc thì các bạn sẽ đánh là 3-4-3-2, đập 3-4-3-2 cùng lúc,
và 32 đồng thời. Đập. Đối với gơ mấy giờ 7 mà các bạn bấm theo tay như thế này thì các bạn sẽ đánh là bát 432 chứ không đánh bát 321 đồng thời. Bát 432 đập, bát 432 cùng một lúc. 432 đập. Lưu ý các bạn ở đây nhé. E7 cũng vậy. Mình nghĩ nó đánh bát 432 thì nó nghe sẽ hay hơn là bát 321. Đấy là tùy vào các bạn muốn đánh như thế nào. Còn mình nghĩ là cách nào cũng được. Nó cũng khá là giống với tinh thần bài hát. Nên tùy vào cái sở thích và lựa chọn của các bạn. Được chưa? Ok. Từ đoạn mưa thật lâu thẳng thật sâu cho tới cuối 3 thì các bạn chỉ cần đánh như vậy thôi. Mưa thật lâu thẳng thật sâu, anh ở đây em ở đâu? Em là mây trôi là bay, làm trời mãi buồn rầu. Có còn đợi ai, có còn đợi ai. Thì các bạn, đoạn này thì các bạn sẽ đánh rãi như thế này. Bát, ba, bát, bụng, ba, hai. Rãi thật là chậm. Có còn đợi ai nữa không. Và về là như cũ thôi. Nó cũng đơn giản và không có phức tạp. Nhưng mình nghĩ là các bạn cứ nghe nhạc và cố gắng đánh theo. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh intro. Intro thì nó cũng đơn giản, sử dụng những hợp âm trong vòng nào hợp âm như vậy thôi. Công thức sẽ là các bạn sẽ bấm lá thứ 7, 27. Các bạn sẽ đánh là bát và 2 cùng một lúc. Đánh tiếp với 4 với 3. Giữ nguyên như vậy. Chuyển. Các bạn sẽ dùng những ngón áp út bấm vào giấy số 6 và ngăn thứ 3 và đánh tương tự công thức là bát và 2 đồng thời. Đánh tiếp dây 4 và dây 3 rồi chuyển qua dây bát. Các bạn giữ nguyên như vậy, chuyển dây bát qua dây số 6 ở ngăn thứ 2 như thế này và đánh cùng tương tự, đó là dây bát và dây 2 đồng thời, dây 4 và dây 3. Sau đó chuyển bát qua ngắn đầu tiên dây số 6 cũng đánh tương tự như vậy. Đánh nhanh lên thì các bạn sẽ nghe như thế này. Ok, đúng tốc độ. Ok, rất là đơn giản, các bạn chỉ cần bị cắt đánh và tăng tốc độ nhanh nhân lên. Được chưa? Tiếp theo thì các bạn sẽ chạy ngón như thế này. Các bạn sẽ đánh ở dây số 2. Bấm vào dây số 2 ở ngăn thứ 3 và trượt qua ngăn số 5. Về là ngăn số 3. Bấm ngăn số 1. Chuyển qua hợp âm G. G có thêm ngón áp út vào dây số 2 ở ngăn thứ 3 như thế này. Được chưa? G. Ok, mình lại đoạn này từ đầu cho tới đoạn thứ 2 nhé. Thì thêm vào 4, 3, 2 như thế này. Được chưa? Đoạn tiếp theo thì các bạn sẽ về lại như cũ. Thì để chuyển qua thì các bạn sẽ bấm vào dây số 4 ở ngăn thứ 2. Thì các bạn sẽ đánh harmonic như thế này.
đánh sau đó bạn bấm vào. Từ khi chuyển qua đoạn tiếp theo thì các bạn sẽ và đánh lại như cũ. Về lại G. G nhưng không có bấm mở ngọn số, không bấm mở dãy số 2 nó thứ ba nhé. Và chuyển qua E7. Vậy thôi. Được chưa? Mình sẽ đánh chậm lại từ đầu tới cuối đoạn intro. Mình đánh thật chậm nhé. Và rả vào hạt thì các bạn sẽ đánh như mình đã hướng dẫn ở đầu video. Quán cà phê cạnh bên cuối chiều là một góc phố xa tiêu điều. Ok, đoạn rả thì các bạn cũng đánh theo công thức như mình đã hướng dẫn thôi. Được chưa? Ok, video đã khá là dài rồi nên mình sẽ kết thúc video ngay tại đây. Mong là các bạn có thể hệ thống lại và đánh được bài này. Bài này cũng không quá phức tạp nên hy vọng là các bạn sẽ tập được và cover được bài này. Nếu các bạn thấy hay thì có thể like và subscribe cho mình nhé.